ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Không lẽ chị tính ở đây một thời gian thiệt á hả? Chứ sao nữa, lần này chị phải cho ông Hưng một bài học. Ai biểu ông dám nghi ngờ chị đi ngoại tình? Nhưng mà không được. Mắc gì không được? Ủa Liên, hả? Không lẽ em thấy chị đang gặp chuyện khó khăn em bỏ chị hả Liên? Vấn đề là không phải là nhà của em. Ờ ha, chị quên mất tiêu là em đang ở đậu mẹ. À, mà không sao đâu, mẹ của mình dễ thương lắm. Mình chỉ cần nói là mẹ thông cảm, mẹ cho phép liền à, không sao hết á. Nhưng mà cũng không được. Cái gì mà không được hoài vậy? Rủi mẹ đồng ý phòng đâu cho chị ở nhà hết phòng rồi. Chị ở phòng của em. Vậy con anh Hải chồng em? Trời ơi, anh Hải không là đàn ông mà. Ôm gói ra phòng khách ở cũng được vậy. Cái gì vậy? Vợ chồng chị gây lộn mà tự nhiên bắt vợ chồng em chia lìa lại sao? Còn nếu như mà em thấy chồng em ngủ phòng khách tội nghiệp thì không sao, kêu ông ôm đồ qua ở chung với ông Hưng đi, ông Hưng ở nhà có một mình nè. Cái đó là vợ chồng em ly dị luôn đó chị. Nhưng cái gì cũng không được hết, bây giờ sao em không cứu chị trong lúc này được hả Liên? Rồi em suy nghĩ ra một cách. Sao chị không về nhà ba mẹ chị ở đi? Bộ em không nghe người ta nói hả? Nói gì? Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Rồi. Nhà chị ở cuối bản đồ lần đó Liên. Bây giờ chị đi về dưới rất là xa, mà về dưới rất là buồn. Chị mà ở dưới một thời gian chắc chị biến thành một con quỷ già luôn á. Rồi bây giờ cho chị cũng ra khách sạn ở đi, đó tiện vô cùng luôn. Trời Liên ơi là Liên, em nghĩ sao mà em nói vậy vậy? Chị của em đẹp quá mà, trẻ quá mà, tự nhiên ôm đồ vô khách sạn ở mình, người ta tưởng chị làm gái hay sao? Thì cũng đúng. Cái gì? Ý em nói là không, em xin lỗi không phải. Rồi bây giờ chị tính thiệt vậy luôn á hả? Thì thôi bây giờ trước mắt cứ cho chị ở lại đây đi, rồi từ từ mình tính tiếp. Nhưng mà chị sẽ hứa với em là chị sẽ không bao giờ làm phiền đến vợ chồng em đâu, thiệt. Hứa đấy nha. Ừ. Vô. Vô. Vô, nói nhẹ. Trời ơi, đã. Lâu lắm rồi mới nhậu đã như vậy à. Nhấp anh những chén chua cây này, cho ta bao rã vô ca buồn. Cái gì quá anh ơi? Cho ta quên hết nỗi đau. Hay quá, tiếp luôn. Để trái tim ta thật nguyện. Đã quá. Này, nữa đi. Thúc vũ âm nhạc đi chứ. Lâu thì ta mới nhậu một lần. Hay mà. Lâu thì tôi với anh mới nhậu một lần. Hay mà. Rồi nhậu một lần sao nè? Nhậu một lần. Nhậu đã, một đã lần. Uống cho say. Uống cho say. Vô đi anh ơi. Vô. Dở. Đã quá. Thôi hết này nghỉ nha. Thấy anh cũng xỉn xỉn rồi đó. Cái gì xỉn? Nhưng sao? Tụi anh chưa biết tủ lượng thôi hả? Tủ lượng của tôi là vô biên. Trời ơi. Dữ rồi ha. Dữ làm sao? Dữ mà sao hôm nay uống dữ rồi. Hôm nay có chuyện gì vui mà uống dữ rồi. Cái gì? Vui hả? Ừ thì hôm nay coi như là tôi vui đấy. Tôi vui. Có chuyện gì vui kể tôi nghe. Tôi vui là bởi vì bà xã tôi đi du lịch à. Ủa tự nhiên bà xã anh đi du lịch cái anh vui là sao, không liên quan gì? Chứ sao, bà xã tôi đi du lịch thì tôi mới có thể ngồi nhậu với anh vậy nè. Ủa bà xã anh ở nhà thì anh cũng nhậu được với tôi vậy? Sao đâu? Không có được. Sao không được? Có bà ở đây á thì tôi với anh không bao giờ có không gian riêng cho nhau được. Hiểu chưa? Ủa nhậu là phải có không gian riêng nữa hả? Chứ sao, phải không gian riêng. Ôi trời. Không gian riêng thì mình nhậu mới đã.
Đã không? Anh thấy đã không? Đã. Ừ, đã là được rồi. Đã thì vô. Vô đấy. Đã đi vô. 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 Uống đi, ăn mò vô đi, đừng có ngại gì hết. Chỉn quá hả? Chỉn ăn không nổi à? Đây, tôi gấp cho anh ăn ha. Đây là tôi thương anh lắm, tôi mới gấp cho anh. Nhả miệng ra chén đạp. Ăn nữa nha. Nờ trời ơi. Nhắm cái khác á. Nhắm cái khác á. Chưa chỉn nè. Thôi, uống tiếp đi. Chị đừng có buồn nữa nha, chị bình tĩnh đi, cái gì cũng vậy, có cách giải quyết của nó. Em không nghĩ là anh hai là người như vậy đâu. Không phải là người như vậy, chứ là như thế nào trên mắt chị thấy như vậy đó. Trời ơi, em hối hận quá. Em biết vậy em không kêu chị về lấy đồ đâu. Chính vì nhờ chị về lấy đồ cho nên chị mới phát hiện ra như vậy. Chị mới chứng kiến được cái cảnh tượng đó. Chị không thể nào tưởng tượng được là bao nhiêu năm qua chị là vợ của một người con gái. Thôi sao chị đỡ buồn, bây giờ chị bình tĩnh đi. Thiệt á, nhiều khi là có sự hiểu lầm thôi, chị hiểu không? Đúng rồi. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm. Em đó, em là em ruột của ổng mà, cho nên là em phải minh vực ổng thôi. Còn chị nè, chị thân cô thế cô, chị không có ai nương tựa hết, chị khổ quá mà. Không, không, bên chị còn có em. Bên chị còn có em. Hãy nương tựa em nha. Đúng là chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Đúng rồi. Em đó hả? Em cũng phải coi lại chồng của mình nha. Minh! Không, không, đàn ông. Mỗi đêm. Không, mỗi đêm sao không sao? Mỗi đêm. Dạ, dạ. Dạ, dạ, không có gì đâu, không có gì chuyện dạ. Cho chồng thôi à. Bình tĩnh đi nè, bình tĩnh nè. Biết, bình tĩnh nè chị. Bây giờ nè, chị bình tĩnh. Chị giờ chị muốn khóc, chị khóc luôn, em nói thiệt á. Chị giờ kêu chị bình tĩnh, chị không bình tĩnh được, sao em nói chuyện chị được. Thôi mà. Bình tĩnh đi nè, cái gì cũng phải có trước có sau, hiểu không? Chị, giờ cái chuyện đó, chị có kể cho mẹ nghe chưa? Chưa có kể, nhưng mà chị không thể nào chịu đựng nổi, chị không thể nào sống trong căn nhà đó nổi, cho nên là chị định chuyển về nhà ở mấy bữa. Chị, không được chị. Em xin chị luôn cái gì chứ chị đừng có về nhà. Chị về nhà cái chị kể cho mẹ nghe, và mẹ sẽ bị, giống như là mẹ sẽ bị đau cái buồn gì? Khi mà thấy anh hai bị ấy ấy rồi, chắc chắn mẹ cũng ấy sẽ... Ấy là cái gì? Người ta đang nói, ông cứ nói ra đi. Ấy ấy là cái gì? Mẹ là... bị ấy ấy là cái gì? Không phải, tôi đang nói ổng bị ấy ấy. Ông ấy ấy thì mẹ biết rồi, mẹ sẽ bị ấy ấy theo. Ấy 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 là cái gì? Mẹ buồn thêm nha chị nha. Đừng nha chị nha. Chị hai ơi, năn nỉ chị hai, trước khi mà mình tìm hiểu ra đúng cái chuyện đó là sự thật là anh hai bị như vậy thì mình đừng có nói cho mẹ nghe. Đúng rồi. Mẹ mà nghe như vậy mẹ cũng sẽ bị ấy ấy. Ấy ấy nữa, bà nói y chang tôi luôn đó. Hai người làm cho liệu chứ cái gì đâu mà bây giờ chị không thể nào giấu suốt cuộc đời được. Biết là như vậy rồi, nhưng mà bây giờ mình phải tìm cách, những người mình phải tìm cách, mình phải điều tra kỹ. Điều tra cái điều gì tra. Đó mà điều tra cho nó rõ ràng mọi chuyện, chị hiểu không? Chị đã chứng kiến như vậy rồi còn điều tra gì nữa. Không, nhiều khi chị thấy như vậy nhưng mà nó không phải vậy, mình phải điều đúng tra. Đúng rồi chị cứ cho vợ chồng em một thời gian ngắn đi. Đúng. Để vợ chồng em xác minh được rằng anh hai thực sự có bóng hay không. Minh. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.